Chúa gieo sai các môn đệ ra đi truyền giáo. Tin mừng hôm nay kể lại việc Chúa gieo sai các môn đệ của Ngài ra đi truyền giáo. Ngài trao cho họ quyền năng để chữa lành bệnh tật và xua đuổi ma quỷ, đồng thời dạy họ không mang theo gì ngoài lòng tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Đây là một lời nhắc nhở quan trọng đối với mỗi chúng ta trong đời sống đức tin và sứ mệnh loan báo tin mừng. Sứ mệnh truyền giáo là nhiệm vụ mà Chúa gieo đã trao cho các môn đệ của Ngài và cho toàn thể giáo hội. Truyền giáo không chỉ là việc truyền bá đức tin Kitô giáo qua lời nói, mà còn là hành động sống động thể hiện đức tin qua đời sống hàng ngày. Đối với người môn đệ, truyền giáo là một bổn phận không thể tách rời với ơn gọi làm con Thiên Chúa, bởi đó là sứ mệnh lan tỏa tin mừng cứu độ cho mọi người, để nhân loại có thể nhận biết và yêu mến Chúa. Trong tin mừng, Chúa Gieo đã sai các môn đệ ra đi, nói rằng, "Hãy anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi loài thụ tạo, hiệu MC 16,15. Điều này cho thấy sứ mệnh truyền giáo không chỉ dành riêng cho một nhóm nhỏ, mà là nhiệm vụ chung của tất cả các tín hữu, của mọi thế hệ, để dẫn dắt nhân loại đến gần với Thiên Chúa. Khi sai các môn đệ ra đi, Chúa Gieo không chỉ gửi họ đến với một nhiệm vụ đơn thuần, mà là trao cho họ một sứ mệnh cao cả, truyền rao nước trời. Sứ mệnh này không phải dành riêng cho các môn đệ ngày xưa, mà là sứ mệnh của mỗi Kitô hữu hôm nay. Bất kể ai trong chúng ta, dù là giáo dân, linh mục, hay tu sĩ, đều được mời gọi sống và loan truyền tin mừng của Chúa cho thế giới. Truyền giáo không phải chỉ là đứng trên bục giảng và nói về Chúa. Truyền giáo còn là cách chúng ta sống, cách chúng ta yêu thương và phục vụ người khác. Chúa gieo không chỉ truyền giảng tin mừng bằng lời nói mà còn bằng những hành động cụ thể, chữa lành bệnh tật, tha thứ cho tội nhân và đem lại hy vọng cho người bị áp bức. Những việc làm ấy chính là những biểu hiện của tình yêu thiên Chúa và lòng thương xót của Ngài đối với con người người môn đệ Chúa Kitô được mời gọi không chỉ nói về tình yêu Thiên Chúa, mà còn phải sống tình yêu đó mỗi ngày. Đời sống của người môn đệ chính là chứng tá sống động cho tin mừng. Khi chúng ta yêu thương, tha thứ, chia sẻ và sống công bằng, chúng ta đang thực thi sứ mệnh truyền giáo mà Chúa trao phó. Chúa Gieo không yêu cầu các môn đệ chuẩn bị nhiều thứ vật chất khi ra đi. Điều quan trọng nhất Ngài trao cho họ là quyền năng và sự tin tưởng tuyệt đối vào Chúa Cha đây là lời mời gọi để chúng ta suy ngẫm trong cuộc sống này liệu chúng ta có đang quá lệ thuộc vào những gì bên ngoài của cải danh vọng quyền lực mà quên đi điều cốt yếu là đặt niềm tin vào thiên chúa chúa gieo dạy các môn đệ khi ra đi truyền giáo không mang theo gì ngoài niềm tin tưởng vào sự quan phòng của thiên chúa đây là một bài học lớn về sự phó thác và tin cậy vào thiên chúa người môn đệ cần hiểu rằng quyền năng của sứ mệnh truyền giáo không nằm ở sự chuẩn bị vật chất hay kiến thức mà là ở lòng trung thành và sự phó thác vào Chúa. Chúa Gieo đã ban quyền năng cho các môn đệ để chữa lành bệnh tật và xua đuổi ma quỷ, nhưng Ngài cũng nhấn mạnh rằng mọi điều đó đều xuất phát từ niềm tin vào Thiên Chúa. Khi người môn đệ sống và làm việc với tinh thần phó thác, sự hiện diện và quyền năng của Thiên Chúa sẽ trở nên rõ ràng hơn qua mỗi hành động của họ. Chúa Gieo căn dặn các môn đệ đừng mang theo gì cả, không gậy, không bao bị, không tiền bạc, không mang theo hai áo điều này muốn nhắc nhở chúng ta rằng sứ mệnh của người môn đệ không cần sự bảo đảm từ những thứ vật chất mà cần sự phó thác trọn vẹn vào chúa ngài là nguồn sức mạnh và bảo vệ cho tất cả những ai tin tưởng nơi ngài trong cuộc sống có những lúc chúng ta đối mặt với khó khăn thử thách lo lắng về tương lai chúng ta dễ rơi vào sự bất an muốn tìm kiếm những bảo đảm vật chất nhưng chúa mời gọi chúng ta tin tưởng vào ngài và sống trong sự phó thác hoàn toàn Ngài sẽ lo liệu cho chúng ta nếu chúng ta luôn sống đúng với đức tin và sứ mệnh Ngài giao phó. Chúa Gieo không chỉ gửi các môn đệ đi rao giảng bằng lời nói, mà còn yêu cầu họ chữa lành bệnh tật, xua trừ ma quỷ, và mang lại sự giải thoát cho người bị áp bức. Điều này có nghĩa rằng sứ mệnh truyền giáo không chỉ là nói về tin mừng, mà còn phải hành động. Chúng ta không thể chỉ giảng bằng lời, mà cần giảng bằng chính đời sống của mình. Tình yêu thương, sự tha thứ, Lòng bác ái và sự cảm thông là những điều mà mỗi Kitô hữu cần thực hiện để tin mừng của Chúa được lan tỏa mạnh mẽ. Hành động yêu thương của chúng ta sẽ là minh chứng sống động nhất cho lòng thương xót và tình yêu của Thiên Chúa đối với mọi người. Chúa Gieo cũng nói với các môn đệ rằng, khi họ vào bất cứ nhà nào, hãy ở lại đó và đừng đi xa nhà khác, điều này cho thấy sự trân trọng lòng hiếu khách và sự đơn sơ. Đôi khi, những gì đơn giản và chân thành nhất lại chính là những điều quý giá nhất khi chúng ta nhận được lòng hiếu khách sự giúp đỡ từ người khác hãy biết cảm ơn và quý trọng và ngược lại chúng ta cũng được mời gọi sống rộng lượng chia sẻ những gì mình có với anh chị em xung quanh tin mừng hôm nay nhắc nhở chúng ta về sứ mệnh quan trọng của người môn đệ chúa gieo loan báo tin mừng chữa lành và mang lại hy vọng cho mọi người để thực hiện điều này chúng ta không cần mang theo nhiều thứ mà chỉ cần một tâm hồn đầy lòng tin tưởng vào sự quan phòng của chúa hãy phó thác cuộc đời mình trong tay ngài và tin rằng ngài sẽ luôn đồng hành và bảo vệ chúng ta cốt lõi của sứ mệnh truyền giáo là tình yêu chính tình yêu của thiên chúa đã thúc đẩy chúa gieo trao mạng sống mình để cứu độ nhân loại và cũng chính tình yêu đó phải là động lực cho mỗi người môn đệ trong sứ mệnh truyền giáo của mình khi chúng ta yêu thương tha nhân như chúa yêu thương chúng ta chúng ta đang thực hiện sứ mệnh của mình một cách chân thật nhất truyền giáo không chỉ là một trách nhiệm mà còn là một niềm vui khi chúng ta yêu mến chúa và trả